Ngày 13 tháng 4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Quảng Bình cho biết, trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội Động Hoàng gia Anh đã phát hiện 22 hang động mới. Theo đó, 22 hang động này có tổng chiều dài 11,7 km, trong đó có 20 hang động được phát hiện tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Hóa Phúc, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa. Ngoài ra còn có 2 hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ông Howard Limbert, đội trưởng khám phá hang động Hiệp hội Động Hoàng gia Anh đánh giá, các hang động này đa phần là hang ướt, chủ yếu là những hang động nhỏ nhưng lại khá thú vị, đặc biệt so với nhiều hang động mà chúng tôi đã tìm thấy ở Quảng Bình. Hệ thống hang mới này lại có rất nhiều hướng ra vào khác nhau. Một số hang còn thông nhau, tạo ra nhiều lối đi ngang, làm cho những chuyến đi vòng quanh bên trong trở nên rất thú vị. Hiệp hội Động Hoàng gia Anh khuyến cáo, loạt hang động mới khám phá có khá nhiều hang động không phù hợp cho du lịch. Ngày 12 tháng 4, phụ huynh trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh trường này vừa ra thông báo truy thu học phí 12 triệu 540 ngàn đồng một học sinh do thực hiện theo mô hình tiên tiến chất lượng cao. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn lý giải, đề án xây dựng trường theo mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế vừa được Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú phê duyệt ngày 4 tháng 4 năm 2023. Song thời gian thực hiện được tính từ đầu năm học 2022 đến năm 2023. Trước đó, nhà trường đã tự ứng tiền triển khai mô hình trường tiên tiến từ đầu học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với 280 học sinh khối 6. Sau khi đề án được phê duyệt, nhà trường thực hiện truy thu học phí mô hình trường tiên tiến là 1,5 triệu đồng một học sinh một tháng, theo quy định chung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền truy thu còn lại được tính từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 là 12 triệu 540 ngàn đồng một học sinh. Sau khi có phản đối từ phụ huynh, nhà trường đã tạm ngưng việc truy thu học phí mô hình trường tiên tiến, đồng thời báo cáo Phòng Giáo dục Đào tạo xin ý kiến Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú để có hướng xử lý phù hợp. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh của công ty tài chính F88 và các cơ sở kinh doanh cầm đồ trên địa bàn. Qua kiểm tra 13 chi nhánh điểm giao dịch của công ty tài chính F88, cơ quan chức năng ghi nhận các vi phạm quy định về an ninh trật tự. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với các lỗi chủ yếu như không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản theo quy định, nhận cầm cố tài sản nhưng chưa lập hợp đồng cầm cố theo quy định của pháp luật, không thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý cho cơ quan chức năng. Về mức lãi suất, đối với hợp đồng cầm cố ô tô, mô tô, các cơ sở áp lãi vay 1,1% một tháng, tuy nhiên lại kèm theo các loại phí với mức cao như phí thẩm định điều kiện vay 1,4% một tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 2-5% một tháng. Đợt này, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng huy động 630 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 196 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh. Ngày 13 tháng 4, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đến động viên khen thưởng nóng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tham gia triệt phá hai chuyên án. Cụ thể, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng đã mở rộng vụ án tàn trữ vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 tại thành phố Tam Kỳ. Đến ngày 4 tháng 4 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Vạn, 42 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang, về hành vi mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Bôn, trú thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang khám xét chỗ ở của hai đối tượng tại thành phố Bắc Giang, thu giữ hơn 8,7 tấn thuốc nổ. Liên quan đến vụ bé trai nghi bị bạo hành ở huyện Hóc Môn, ngày 13 tháng 4, Công an huyện Hóc Môn đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc. Cụ thể, trưa ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nhận tin báo về vụ bé trai K, 2 tuổi, nghi bị bạo hành ở nhà trọ trên địa bàn ấp Tam Đông 2. Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà trọ, nhưng bé trai đã được chuyển bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị.
bé K được chuyển đi trong tình trạng tỉnh với các vết thương ở đầu, ngực, mặt, bụng và bị gãy tay phải. Phần da ở vùng bụng, ngực, mông có vết bỏng. Các bác sĩ chẩn đoán bé K bị chấn thương đầu mặt, gãy xương cánh tay phải, bỏng mức độ 1-2. Phía Ủy ban Nhân dân xã Thới Tam Thôn tới thăm hỏi tình hình sức khỏe và hỗ trợ tiền cho gia đình bé K. Quá trình điều tra, công an đã mời cha mẹ bé K đến làm việc và tiến hành kiểm tra ma túy. Qua kiểm tra, cha mẹ bé âm tính với chất ma túy. Qua làm việc, người mẹ thừa nhận có đánh con. Ngày 13 tháng 4, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực thi lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, đội trưởng trại tạm giam Long Tuyền về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài Đỗ Tiến Dũng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại một cán bộ cấp dưới của Dũng tên là Đạt. Thông tin ban đầu, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng và cấp dưới bị cáo buộc tạo điều kiện cho người bị tạm giam sử dụng điện thoại liên lạc với bên ngoài trái quy định, có dấu hiệu để trục lợi. Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng từng là trưởng công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, sau đó được điều chuyển về trại tạm giam Long Tuyền công tác thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Tuấn, 47 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Tuấn Thịnh, trụ sở phường Long Phước, thị xã Phước Long, để điều tra về tội buôn lậu. Theo hồ sơ, từ năm 2017 đến năm 2021, Đặng Văn Tuấn đã sử dụng pháp nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Tuấn Thịnh nhập khẩu hơn 3,6 triệu kg hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu. Sau khi nhập về, Tuấn chỉ sản xuất ra hơn 46.000 kg nhân hạt điều, tương đương hơn 246.000 kg hạt điều thô để xuất khẩu. Số còn lại hơn 3,3 triệu kg hạt điều thô trị giá hơn 154 tỷ đồng. Tuấn đã đưa vào sản xuất ra nhân điều nhưng không xuất khẩu theo quy định mà tự ý bán trong nội địa để thu lợi bất chính. Liên quan đến thông tin bán đấu giá sắc phong có nguồn gốc Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có công văn số 309 trên GSVHGT gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương đề nghị phối hợp xác minh tính xác thực của các sắc phong đang rao bán. Công văn nêu trên website của công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh, phách mại hữu hạn, có đăng tải thông tin vào 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 tại khách sạn Majesty Plaza Thượng Hải sẽ diễn ra phiên đấu giá với tên gọi Giấy cũ phồn hoa, lịch sử văn hiến và bằng sắt trăm năm. Ký hiệu phiên đấu giá S23041. Hiện vật đấu giá là 672 món đồ bằng giấy, trong đó có đạo sắt có khả năng là hiện vật gốc, nguồn gốc của Việt Nam, có số thứ tự từ 2243 đến 2254. Bao gồm sắc phong đã có tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết sẽ có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị lãnh sự ở Thượng Hải, Trung Quốc xác minh thêm thông tin, sau đó mới có các giải pháp tiếp theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội có thông tin về một trang đấu giá có địa chỉ tại Thượng Hải, Trung Quốc đăng một số cổ vật thuộc nhóm phiên thuộc văn hiến, bao gồm các sắc phong của làng Dị Nậu, Phú Thọ, với giá đề nghị khởi điểm từ 2.800 đến 3.500 nhân dân tệ, tương đương từ 9,5 triệu đến khoảng 12 triệu đồng.